Chim cô gái hay. Xin chào các bác. Hôm nay mình sẽ bắt một cặp chim non, con mẹ thổ. Con này, con mẹ này là mình mới đảo ghép chéo vào con trống này. Và theo quan sát của mình thì bọn này là nó dã con rồi, là nó không hăng. Lúc nào nó chuẩn bị nở là nó rất hăng. Đấy. Đó. Đây là con bố mẹ của nó đấy. Bố mẹ của nó đấy. Đấy. Bố mẹ của nó đấy. Và con của nó đây. Đó, trên rổ kia. Quay gì đã. Con mẹ này sao nó lại không nay lại không thi gù nhỉ? Gù. Con trống ở bên trong, con mái ở bên ngoài. Các bác thấy đó, con bố ở trên. Thì các bạn nên thiết kế một cái lồng nó như thế này đó. Có cái ổ ở giữa đó. Và cầu bậu đây. Các máng ăn đây. Máng ăn ở trên. Máng ăn ở trên. Con này là rất hiền. Chim rất hiền. Quay ở đây. Đừng để bắt. Quay nhìn nó vào đây. Đừng bấm vào nút zoom trước. Bọc cái rổ xuống. Chia tay bố mẹ ra nuôi bộ. Quay chỗ đứng, đứng ở chỗ đấy, không quay ra đây ở đâu rồi. Lên bắt đi. Cửa đâu? Cửa đang đấy, đứng bên này thì để có nhìn thấy đâu. Quay ở chỗ con này đi. Cái này mình có một cái lỗ mình thò tay vào mình bắt chim rồi đó. Nó đang sủ lên. Có một con một thôi. Con nào nó lớn hơn, ghê gớm hơn thì bắt. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Chim non. Đến này xuống ổ. Cho nó luôn vào cái lồng luôn. Hai chú. Đấy, tầm này bắt ra là hai em. Đấy, cảnh rất đẹp.
chụp ảnh, chụp ảnh. Mang loại này bón là ok rồi. Lúc nó bé thì chân nó thế này, sau nó đo nó sẽ đỏ. Con này con cái, con này con trống. Đấy. Dấu bằng cái này khỏi nhầm lẫn, tiết kiệm. Con cái đánh dấu chân bên trái, kéo tí để kéo cắt sau. Em này em chống đúng không? Em chống cho bên phải. Đôi này là em mái thổ. Đấy, để cái kéo cắt bỏ. Đây. Đó. Cái này. Chụp chưa? Được. Chụp đây. Chụp đây à? Ừ. Thế bấm vào đâu rồi? Ấn vào đây. Đây. Vào đi. Đấy. Bác thấy là những thành quả khi mà chúng ta nuôi chim sinh sản. Đó. Đây là bố mẹ của nó rất là thuần thục. Đó. Rất là thuần thục luôn. Thì ở cái cửa này là mình làm cái chỗ này để mình bắt chim. Sau khi chúng ta bắt xong rồi, chúng ta lại phải bịt nó vào. Đó. Chúng ta bịt nó như thế này.
thì nó không có ánh sáng, chim nó giật mình xong phi ra. Nếu cẩn thận các bạn nên lấy một cái lá thép, lá tôn chắn vào đây rất là tốt. Ok, như này là cũng ra được rồi, thì chỉ nó không có cái thế bậu. Còn các bạn xung quanh đây, các bạn dùng theo mình thì dùng con ép như thế này đây. Bởi vì khoảng từ tầng phần mái này xuống đây là rơi vào tầm khoảng 50 phân các bạn ạ. 50 phân thì các bạn có thể là làm cho con chim nó ấp. Đấy, các bạn nhìn cái ổ ấp kìa. Đấy, nó cao ở cái khoảng này. Đó, nó lên. Thì ngay sau hôm nay mình bắt thì đúng sau tầm 5 ngày hôm sau nó sẽ ra hai quả trứng tiếp theo. Đấy. Và yếu tố đầu tiên tôi muốn nói lại một rất, mặc dù nói nghìn lần nhưng tôi vẫn phải nói là các bạn phải nuôi chim non, bón từ nhỏ lên thì sinh sản nó rất là ok. Các bạn thấy là những chú chim bố mẹ của tôi, các bạn thấy không? Nó rất là thuần, đứng rất là hiên ngang. Đó. Kể cả mình có mang con của nó ra thì nó vẫn cứ kệ tự nhiên, nó ấp rất là ok. À, những cái đôi chim này thì thực ra tầm này là mình bắt ra cũng hơi muộn, nhưng mà thôi, tầm này nó thời tiết nó đang lạnh, mình muốn để cho nó kín lông đã. Mình bắt ra thì mình sẽ thuần hóa dần dần. Thì các bạn để một cái này để cho nó tắm. Đấy. Phân thì rơi xuống dưới này thì là lâu lâu xịt đi. Còn đây là máng, các máng để cho ăn. Và các bạn làm bằng cái xương như thế này và lưới như thế này thì các bạn thấy là quá là chắc chắn rồi đúng không? Cửa thì làm bằng cái chốt. Đây. Đó. Và cài vào đây. Nhưng mà chúng ta thò tay vào đây, chúng ta không thể thò tay tới để bắt con chim được. Đấy, con chim này nếu để nói chỉ có duy nhất tôi bắt được. Hai con chim này là tôi gọi nó ra và tôi bắt bình thường, không phải dùng vợt. Thì để các bạn thấy là cái tổng thể là cái thể tích, cái đường kính của nó là 1 mét. Đường kính là 1 mét các bạn. Vòng tròn là 1 mét. Chiều cao của nó là 1m3. Và có mái chóp theo kiểu tum. Thì các bạn thấy là một cái lồng như này là cũng khá là công phu đấy. Nhưng tôi nghĩ là nó rất là bền các bạn ạ. Bạn làm một lần thì sẽ là hơi tốn. Nhưng nếu mà các bạn làm tạm bợ thì 4 lần chẳng xong. Nên các bạn nên tính cái phương án là chỉ làm đến một vài cái lồng này mà nuôi được một vài đôi to đẹp thuần, âm giọng bộ mã rất là ok thì các bạn thấy là rất là xứng đáng thôi. Chim này hôm nay là nó đang ở giai đoạn đấy, một đôi chim bố mẹ. Sắp gù bây giờ. Gù. Con mái đứng rỉa lông rất hiên ngang. Đó. Đây là cái công thức để các bạn nuôi chim sinh sản. Đó. Đó. Cửa. Đây là sản phẩm của chúng ta. Và sau đây là chúng ta có thể để nó vào đàn anh đàn chị. Tại vì chúng ta đã làm dấu rồi. Đó. Đàn anh đàn chị chúng ta nuôi theo kiểu bầy đàn như này, chúng sẽ rất là nhanh biết ăn. Đó. Tôi sẽ thả nó vào đây để nó theo anh theo chị. Đó. Đó.
nhập đàn. Đấy. Con kia là con đực lẻ thổ. Đó. Rất là ok đúng không? Chúng sẽ theo nhau, chúng sẽ lớn lên. Và sau khoảng 2 tuần nữa chúng sẽ rất thuần. Những con nhỏ này mình sẽ bón nó, hỗ trợ nó. Và nó sẽ học theo những con anh con chị rất nhanh. Đấy. Em này em bị đau chân. Chân đó. Những chú chim này của mình thì mình toàn thả ra quanh khuôn viên của mình thôi. Chúng rất là ok. Đây là con chim này là mình rất quý các bạn. Các bạn thấy giống chim của mình làm sao? Quá ok đúng không? Đó. Thả ra là nó bay như này, nhưng mà tối mình lại bắt nó vào. Đấy, mình đã thả ra. Đéo số. Chúng rất thoải mái đấy. À, mình thả ra nó quen này. Trong cái khuôn viên này nó mặc dù mở cổng này, nhưng mà nó nghe cái giống này là mình bón nó từ nhỏ, nó theo ok. Đó. Thì cuối video cũng sắp kết thúc ở đây thì hy vọng rằng sẽ chia sẻ về cái mẫu lồng như trên. Và cách nắp ổ đẻ cũng như cái thời điểm để chúng ta bắt chim non ra chúng ta nuôi bộ. Trong cái thời điểm này thì mình bắt hơi muộn vì bây giờ nó là tháng chín âm lịch rồi. Mình cũng để cho nó chắc chắn, cho nó khỏe mạnh còn chim non. Thế còn các bạn mà có nhu cầu chia sẻ giao lưu hoặc có những câu hỏi về chủ đề chim cu gáy thì các bạn có thể liên hệ cho mình là 0163 530 9982. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thao, biệt hiệu là Thao Cu Gáy Hay, với cái địa chỉ thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và mình duy nhất mình phát triển vườn trại chim cu gáy với 3 cơ sở khác nhau. Đang dự bị khoảng 500 chú chim đã đủ 5 tháng tuổi cườm, chuẩn bị lên khách để phục vụ cho các bạn trong tháng 11 tới. Đó, tháng 11, tháng 12. Bởi vì lúc đấy là chim ngoài thiên nhiên cũng sẽ rất là khó. Nên là cái thị trường để các bạn tìm một chú chim hay thuần này, tôi đã có cái sự gọi là chuẩn bị cho các bạn, cho những cái người đam mê chim. Đó. Thì các bạn thấy là riêng về chim cu cườm thì mình cũng đi để gây nuôi sinh sản. Đó. Đó. Rất là nhiều chim. Đấy. Các bạn có thể truy cập vào cái chim cu gáy hay ở trên YouTube, là cái kênh YouTube của mình. Có khoảng 20.000 lượt đăng ký là những fan của mình. Hoặc là các bạn có thể vào Facebook để chim cu gáy hay cũng đúng. Website của bên mình cũng là chim cu gáy hay. Cái cụm từ chim cu gáy hay là một cái thương hiệu mà mình cũng gây dựng lâu rồi. Thế ra mình muốn chia sẻ cho các bạn vào đó, các bạn giao lưu, các bạn chia sẻ. Đó, đây là những chú chim mà mình thả nó trong khuôn viên như thế này. Đó.
các bạn khi mà mua chim của mình thì các bạn có thể chuyển khoản, hoặc là có thể các bạn có thể gửi tiền cho một cái xe nào đấy đi từ tỉnh huyện của các bạn về đến trung tâm Hà Nội, bởi vì mình có văn phòng tại Mỹ Đình quanh bến xe nước ngầm Gia Lâm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, là mình cũng có thể giao được cho các bạn, hoặc là ở bến xe miền Đông, miền Tây. Ekip thì hiện giờ là mình sẽ giao cho cả nước. Đấy, mong quý vị các bạn có thể là tin tưởng khi mà muốn tìm đến những chú chim cu để chúng ta cùng chơi, cùng đam mê. Đây là con bố của nó này. Các bạn nhìn con bố của nó nhé. Hết thức ăn rồi, mình cho nó ăn đúng bữa, lúc nào cần thiết thì lại đổ vào, không nên để cho thức ăn níu cữu. Dây của cái máy quay nó đi đưa giống như một con rắn, nên ra là nó sợ. Thì các bạn thấy là mặc dù là cái dây này đấy, nó đu đưa giống như con rắn rắn độc dưa, chim thì nó rất là sợ rắn. Nên các bạn thấy là được cặp chim này nó rất là thuần thì nó mới thế đấy. Những cặp chim khác mà thấy nó đu đưa thế là nó hoảng loạn một cách kinh khủng luôn, nó lại xuống ngay. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn một tí nhá. Mình sẽ cho nó ăn thì các bạn thấy là nó rất là thân thiện với chúng ta. Cho một chút lúa và một chút cám. Mình cho nó vào cái khay này. Đây. Nó sẽ ăn. Và nó đang trong cơn đói để mình ghi hình. Mình cưng nó thì mình phải cho nó ăn thôi. Đây. Đó. 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 Thì báo cáo với các bác là mình nhà không có gì ngoài chim cu các bạn, đằng sau là một trang trại, số lượng rất là nhiều.